Nếu như bạn có độ tuổi 20 nhưng lại dùng những sản phẩm serum chống lão hóa của độ tuổi 30-40 thì có thể nó sẽ khiến da của bạn bít tắc và nổi nhiều mụn hơn. Nhưng ngược lại, nếu như bạn đang ở độ tuổi 30-40, da của bạn đang rất là yếu ớt này, hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, nhưng bạn lại sử dụng những cái sản phẩm serum mang tính treatment nó mạnh cho độ tuổi 20, da còn khỏe, thì nó có thể khiến da của bạn bị kích ứng, quá tải, thậm chí là sạm nám nhiều hơn. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn cách giúp bạn có thể lựa chọn được serum nó phù hợp với cái làn da của bạn, các vấn đề trên làn da, cộng với phù hợp với độ tuổi của bạn, làm sao để giúp da của bạn có thể tiến triển được nhanh nhất, đồng thời sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí tối đa. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất mong rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta có thể được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay, Hương sẽ phân ra làm 4 nhóm tuổi để giúp bạn có thể lựa chọn những cái sản phẩm serum phù hợp với tình trạng da của bạn. Đầu tiên là ở độ tuổi khoảng dưới 20 tuổi, tiếp theo là độ tuổi khoảng tầm 20 đến 30 tuổi, tiếp theo nữa là khoảng tầm 30 đến 40 tuổi và cuối cùng là độ tuổi trên 40 tuổi. Vậy bạn đang nằm trong độ tuổi nào và bạn đang sử dụng những serum của hãng nào, có thành phần là gì? Bạn có thể comment ở phía dưới thì Hương có thể hướng dẫn bạn được kỹ hơn. Phần đầu tiên Hương muốn chia sẻ đến bạn serum là gì, vì Hương thấy rằng có rất là nhiều bạn, nhiều chị chúng ta vẫn còn chưa phân biệt được serum với những cái sản phẩm khác. Thì ở đây serum chính là những cái sản phẩm mà có cái dạng tinh chất này, nó có thể là dạng lỏng, dạng sệt hay là có thể dạng gel một chút. Thì những tinh chất này đầu tiên chúng có kích thước phân tử rất là nhỏ, do vậy có thể len lỏi, thẩm thấu vào làn da của chúng ta tốt hơn. Thứ hai là cái nồng độ điều chế, nó có thể tinh chế hơn rất là nhiều, do vậy chúng có khả năng là phục hồi cho làn da này, sửa chữa làn da hay là điều trị các vấn đề ở trên da. Ví dụ hỗ trợ bạn có thể điều trị mụn này, điều trị nám da, làm trắng da hay là chống lão hóa ở trên làn da. Do vậy thì thay việc bạn sử dụng các cái sản phẩm như là tinh chất thông thường hay là những cái sản phẩm kem dưỡng thông thường, thì hiện nay hầu như trong cái chu trình chăm sóc da chúng ta đều có những cái sản phẩm serum ở trong cái chu trình của mình. Chúng ta cùng bước vào cái độ tuổi đầu tiên, đó chính là độ tuổi nhỏ hơn 20 tuổi. Vậy ở trong độ tuổi này chúng ta sẽ dùng những sản phẩm gì? Điều đầu tiên là ở cái độ tuổi khoảng dưới 20 tuổi này thì làn da của các bạn sẽ gặp những vấn đề chủ yếu là chúng ta đang ở độ tuổi dậy thì, do vậy da của bạn sẽ tăng tiết dầu này, tăng tiết bã nhờn rất là nhiều. Và cái điều chúng ta cần làm ở đây đó chính là sẽ làm sao để giúp bạn có thể làm sạch được da này, hỗ trợ kiểm soát được tình trạng dầu thừa bã nhờn, và thêm nữa là bạn có thể chống nắng để bảo vệ cho làn da, thì khi đó da của bạn đã khỏe hơn rất là nhiều rồi. Và nếu như các bạn có xem các cái video phía trước Hương làm, đó chính là một cái video mà dành tặng cho các chị, các mẹ đang có các con ở độ tuổi dậy thì hầu hết trong những sản phẩm đó Hương đều đưa ra một cái công thức này, một cái chu trình rất là tối giản để chăm sóc da. Bởi vì ở độ tuổi này thì da các bạn rất là khỏe và chúng ta không cần thiết là phải đầu tư quá là nhiều sản phẩm đắt tiền cho làn da. Chỉ đơn giản có 3 bước là làm sạch da này, một cái sản phẩm dưỡng ẩm và sản phẩm kem chống nắng cho làn da. Tuy nhiên, nếu bạn nào đó vẫn mong muốn rằng là chúng ta sẽ có thêm một sản phẩm nào đó, một serum nào đó để hỗ trợ tốt hơn các vấn đề ở trên da, thì một cái serum Hương muốn đề xuất cho các bạn đó chính là serum có chứa thành phần HA. Ở đây thì HA sẽ làm nhiệm vụ chính, đó chính là cấp ẩm cho làn da của các bạn. Và hầu như trong cái độ tuổi này, nếu làn da các bạn đủ ẩm thì da sẽ không cần phải tăng tiết dầu, tăng tiết bã nhờn lên để có thể bù ẩm cho làn da nữa. Và từ đó tình trạng da của bạn nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ thu nhỏ lỗ chân lông hơn và giảm tình trạng mụn rất nhiều. Còn ngoài ra, nếu bạn đang ở độ tuổi dưới 20 hay có các con, các em mình đang ở độ tuổi này gặp tình trạng mụn rất là nặng, bạn có thể kích thêm vào cái link là cách điều trị mụn tuổi dậy thì, hơn làm rất là chi tiết ở đây để có thể lên được chu trình buổi sáng, buổi tối các bạn dùng gì, giúp hỗ trợ các con điều trị mụn được tốt hơn. Một số những nhãn sản phẩm có chứa HA ở trên thị trường hiện nay bạn có thể tham khảo. Đầu tiên có thể là HA của nhà Skinavit. Cái sản phẩm này Hương đã chia sẻ khá là nhiều với phân khúc ở tầm vừa phải thôi. Hoặc có thể là nhà Good & Dog này, nhà Medifa này. Độ tuổi thứ hai chúng ta cần quan tâm là độ tuổi ở khoảng 20 tuổi cho đến 30 tuổi. Thì ở độ tuổi này, làn da chúng ta điều đầu tiên là bắt đầu có thể xuất hiện những cái dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên thì cái tốc độ lão hóa chúng ta nó chưa nhiều và dấu hiệu chỉ mới bắt đầu thôi. Da chúng ta còn vẫn đang rất là khỏe. Điều thứ hai, một số bạn thì có thể gặp tình trạng là bắt đầu xuất hiện những cái sắc tố ở trên làn da do những cái độ tuổi trước chúng ta vẫn còn chưa biết cách chăm sóc da. Và Hương hay chia sẻ rằng là độ tuổi khoảng 20 đến 30 tuổi là độ tuổi khá là quan trọng. Nếu như bạn biết cách là chăm sóc làn da tốt này,
chống lão hóa từ sớm này và bảo vệ làn da, thì chắc chắn rằng qua những độ tuổi sau, da của bạn sẽ có tốc độ lão hóa chậm hơn và giảm các tình trạng là nhăn trùng lão hóa chảy xệ, có thể còn hỗ trợ bạn giảm tình trạng sạm nám rất là nhiều. Và ở trong độ tuổi này có hai cái sản phẩm serum Hương mong muốn bạn có thể bổ sung thêm vào chu trình của mình. Serum đầu tiên đó chính là serum có chứa thành phần vitamin C. Tác dụng của vitamin C, nếu bạn xem qua các video trước, bạn biết rằng đầu tiên là vitamin C sẽ hỗ trợ da của bạn chống lại các gốc tự do. Và chính các gốc tự do này được sinh ra ở trên làn da của bạn. Do tác động của tia UV, ánh nắng mặt trời, môi trường bên ngoài, nó sẽ khiến da bạn bị nhăn trùng này, lão hóa này, chảy xệ này, thậm chí là bắt đầu xuất hiện tình trạng sạm nám ở trên da. Ngoài ra thì vitamin C sẽ hỗ trợ da của bạn được tăng sức đề kháng hơn, khiến da bạn khỏe hơn rất là nhiều. Và khi da khỏe rồi thì da sẽ ít chịu sự tác động của môi trường bên ngoài hơn. Và thứ ba này, vitamin C còn hỗ trợ tăng sinh collagen nhiều hơn. Và trong cái độ tuổi mà làn da nó ít các vấn đề, tốc độ lão hóa nó chậm, cộng với việc là bạn tăng sinh collagen nhiều, thì da của bạn nó sẽ săn chắc hơn, mịn màng hơn và bạn sẽ trẻ hơn so với độ tuổi của mình rất là nhiều. Hơn nữa, ở những độ tuổi sau thì da của bạn ít có vấn đề hơn. Vitamin C cũng là một cái thành phần được đưa vào trong việc làm sáng, làm trắng da. Tuy nhiên tác dụng của vitamin C trong việc làm trắng da rất là chậm. Tác dụng chính nó sẽ khiến da của bạn nó đều màu hơn. Và tôi nghĩ rằng là với cái làn da phụ nữ Việt Nam của chúng ta thì chỉ cần là đều màu thôi và khỏe thôi thì da chúng ta đã thăng hạng hơn rất là nhiều lần rồi. Và khi lựa chọn serum vitamin C, bạn lưu ý rằng chúng ta sẽ lựa chọn thứ nhất là cái dạng là LAA, tức là dạng nguyên bản của C. Cái dạng này sẽ phát huy tác dụng tốt ở trên da. Tuy nhiên cái dạng này thì nó cũng khiến da của bạn có thể dễ gặp tình trạng kích ứng hơn. Do vậy thì bạn sẽ nên lựa chọn ở nồng độ khoảng tầm 10% thôi. Và chúng ta sẽ duy trì vitamin C tăng dần tần suất lên, làm sao bạn có thể dùng full tuần vào buổi sáng và trước bức kem chống nắng, duy trì tối thiểu khoảng 4 tháng, bạn sẽ thấy cái hiệu quả trên da của mình rõ rệt. Sản phẩm thứ hai bạn có thể thêm vào trong chu trình trong độ tuổi này đó chính là serum có chứa thành phần niacinamide. Và nếu bạn xem qua các video thì Hương hay chia sẻ rằng cái niacinamide là một serum với đa công dụng. Đầu tiên là hỗ trợ cấp ẩm cho làn da của bạn. Thứ hai là hỗ trợ khôi phục cái hàng rào bảo vệ da, khiến hàng rào này vững chắc hơn và da bạn được bảo vệ tốt hơn và khỏe hơn. Và khi có da của bạn đủ ẩm rồi thì da sẽ căng mướt này, giảm tình trạng là da bị lỗ chân lông to hay là da xỉn màu. Thứ ba là niacinamide cũng là một thành phần giúp ức chế cái việc vận chuyển melanin nó quá tải lên trên làn da của bạn, từ đó khiến da của bạn nó sáng hơn. Ngoài ra thì cái niacinamide còn hỗ trợ da của bạn giảm các tình trạng khi mà bạn gặp các vấn đề treatment ấy, ví dụ bạn bị đỏ rát này, kích ứng khi treatment các sản phẩm khác, thì niacinamide sẽ hỗ trợ bạn giảm thiểu cái điều đó. Và đối với cái thành phần niacinamide ở đây, bạn sẽ nên lựa chọn khoảng tầm 8-10%. Đây là một cái nồng độ vừa phải, nó vừa khiến da bạn khỏe hơn này, vừa giảm thiểu tình trạng kích ứng và bạn hoàn toàn có thể sử dụng được lâu dài. Và đối với niacinamide, bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cả buổi sáng và cả buổi tối. Hãy tăng dần tần suất lên và nghe ngóng làn da của mình để có thể điều chỉnh. Làn da thứ ba là làn da ở độ tuổi 30 đến 40 tuổi. Và trước khi bước vào làn da này thì bạn đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube Màu Đỏ ở phía dưới, để hàng ngày chúng ta có thể được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Và với độ tuổi 30 đến 40 tuổi này thì tốc độ lão hóa trên da bạn sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa thì ở độ tuổi này chúng ta thường trải qua cái thời gian là sinh đẻ rồi, thì da của bạn sẽ có thể có sự thay đổi do tác động của yếu tố nội tiết tố bên trong. Và da sẽ có hiện tượng là bị nhăn này, những nếp chân chim này, những phần râu rồng bắt đầu xuất hiện này, hay là tình trạng sạm và nám da. Và trong độ tuổi này thì có hai cái sản phẩm Hương mong muốn chia sẻ đến bạn. Đầu tiên là sản phẩm serum có chứa AHA. Như bạn biết rằng là trên làn da của chúng ta sẽ có sự đổi mới tế bào theo cái chu kỳ. Tuy nhiên càng lớn thì cái chu kỳ nó càng bị kéo dài ra. Và qua độ tuổi 30 đến 40 này thì có thể chu kỳ sẽ rất là dài và không được đồng đều. Nó sẽ khiến da bạn bị sần sùi vỏ cam này, không đều màu này, và giảm cái khả năng hấp thụ các cái sản phẩm bạn bôi ở trên da. Vì thế serum A có chứa thành phần là AHA sẽ hỗ trợ bạn giảm thải điều này và khiến da bạn mịn màng hơn, căng bóng hơn. Đối với serum có chứa AHA, bạn nên lựa chọn nồng độ khoảng 5-8%. Loại serum thứ hai mà Hương mong muốn chia sẻ đến bạn trong độ tuổi này là serum có chứa thành phần retinol. Nếu bạn đã xem các video phía trước thì bạn biết rằng là retinol là một hóa chất vàng trong cái việc là chống lão hóa cho làn da. Tác dụng chính của nó sẽ hỗ trợ bạn tăng sinh collagen, làm da của bạn săn chắc, khỏe mạnh hơn và giảm tình trạng nhăn trùng, lão hóa, chảy xệ. Nhất là giảm rất rõ rệt cái tình trạng xuất hiện các cái nếp nhăn nông ở trên bề mặt da. Và khi bạn kết hợp giữa AHA và retinol thì da bạn nó sẽ vừa sáng hơn này, vừa căng mịn hơn này, và vừa tăng sinh collagen, thì đó tốc độ lão hóa bạn sẽ chậm hơn rất là nhiều.
Và với retinol sẽ nên lựa chọn nồng độ vừa phải, khoảng 0.5 cho đến 1%, và bạn dùng khoảng tầm là tần suất 3 buổi retinol một tuần kết hợp với khoảng 2 đến 3 buổi AHA một tuần. Và ở độ tuổi cuối cùng, đó chính là độ tuổi trên 40 tuổi, thì ở độ tuổi này làn da của chúng ta sẽ có cơ chế tự bù ẩm cho mình nó rất là ít, vì thế da sẽ bị khô hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái hàng rào bảo vệ da theo nhiều năm tháng nó cũng yếu ớt hơn đi. Vì thế ở độ tuổi này thì bạn lưu ý, thứ nhất, hãy lựa chọn những cái sản phẩm serum ở nồng độ nó thấp thôi, làm sao để da của bạn có thể tiếp nhận từ từ. Và thứ hai này, bạn sẽ lưu ý rằng vẫn lựa chọn những sản phẩm serum hỗ trợ làm sáng da và chống lão hóa cho độ tuổi này. Và ở đây thì có hai cái sản phẩm serum Hương mong muốn chia sẻ bạn có thể dùng được trong cái độ tuổi này. Thứ nhất là serum có chứa thành phần niacinamide. Tuy nhiên cái nồng độ bạn nên dùng đó chính là khoảng 5 cho đến dưới 10% thôi. Thứ hai là serum có chứa retinol. Tuy nhiên thì retinol ở đây bạn nên lựa chọn ở nồng độ nó thấp thôi, khoảng 0.3 đến 0.5% thôi. Và bên trong những cái thành phần, những cái serum này, nó nên có thêm những cái thành phần dưỡng ẩm hay là phục hồi cho làn da. Và tần suất bạn dùng cũng sẽ là vừa phải, có thể là 2 buổi retinol một tuần kết hợp với khoảng 3 đến 4 buổi niacinamide trên một tuần. Rồi, và trên đây đó chính là chia sẻ của Hương về những loại serum mà bạn nên có trong từng độ tuổi của mình. Vậy bạn hãy xem rằng mình còn đang thiếu loại serum nào để bổ sung, và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.